À, mà ngày mai các cháu mang hợp đồng lên công ty sau 10 giờ gặp chú nha. Dạ, dạ một lần nữa cảm ơn chú. Ừ. Con chào chú. Anh Duy nè, hồi nãy em thấy anh cứ lo tiếp khách không có ăn cái gì hết đó. Em kêu gì cho anh ăn nha. Không cần đâu, tôi đi trước đây. Anh trời, cô tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh. Cô định làm gì đây? Anh coi cái áo anh dơ hết rồi. Tôi đi trước đây, cô ở đây giải quyết đi. Anh Duy, anh Duy, trời, quản lý đâu? Chị ơi, chị cho em xin lỗi. Xin lỗi với mày, xin lỗi. Cô có biết cái bộ đồ cô mới làm dơ đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Quản lý đâu? Quản lý! À, dạ dạ dạ, có chuyện gì không chị? Cô là quản lý hả? Dạ, em là quản lý. Cô có biết nhân viên của cô làm gì không? Dạ không chị. Trời ơi, nhân viên của cô á, mới làm dơ đồ của người, của người ta kìa. À, dạ em xin lỗi chị. Xin lỗi? Dạ. Cô xin lỗi là xong đó hả? À, còn quản lý nhân viên của cô cho tốt vô, biết chưa? Dạ. Mực mình à.